Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây xôn xao dư luận và gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Vụ vỡ hụi gần đây nhất tại chợ Kế Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình đã khiến cho người dân càng thêm hoang mang lo lắng về tình trạng vỡ hụi đã tràn về tới làng quê. Những ngày qua, hơn 100 tiểu thương và người dân trên địa bàn xã Bình Trung đứng ngồi không yên sau vụ vỡ hụi với số tiền gần 6 tỷ đồng. Người đứng đầu đường dây hụi là bà Nguyễn Thị Nhạn, sinh năm 1955, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Bình Trung. Bằng hình thức vừa chơi hụi vừa vay tiền vàng với lãi suất 20% một tháng, bà Nhạn đã huy động được một số vốn khá lớn của những tiểu thương trong chợ Kế Xuyên. Khi mới hồi mà chơi bill gì, chơi bill bà lâu rồi, cứ tới cuối kỳ là bà chồng sòng phản, ví dụ như mình hốt là bà vẫn hốt được, ví dụ như mình hốt là bà vẫn hốt cho mình. Chứ không phải là như riêng chỉ có một năm nên là chị đây hồi tháng 8 năm ngoái, tháng 8 năm ngoái tới tháng 8 năm nay là hết, mà trong đó là mấy lần mình đùa hốt thì chứ không phải là không. Nhưng mà chỉ là chị không chờ, chỉ gửi để tới cuối kỳ thì chị gom mà chị xả cho mình. Nhưng mà y là tới đây gần tới là 2 tháng là tới đó. Tiền gốc còn nữa chừng lâu rồi để dành cũng người gửi cho mình chơi dùng rồi đó em. Mỗi người gửi kỹ tin tưởng mình là gửi cho mình chơi dùng cho chị. Khi rồi dầu đi tới trừ là có một tỷ hàng. Hiện tại, bà Nhạn đã trốn khỏi nơi cư trú. Nhiều người sau khi mất trắng số tiền hụi đã tìm vào tận Vũng Tàu để đòi tiền. Nhưng khi vào đó, bà Nhạn không những không trả số tiền mà còn có những lời lẽ thách thức. Tay chân bận thổ bọn rồi đó. Bà cũng lúa thì lúc mình tức, mình cũng biết lộn đi bỏ được hết. Tại vì mình vô dân họ, dân bà Tô nó thì ngay núi là cũng do hồ, mình cũng sợ. Vì mình vô, mình đâu có chi đâu, mình để mình vô để mình thương lượng, bỏ để bỏ trả ít tiền cho mình thôi. Chứ cũng có phải là lộn chi, mà thấy bỏ cũng có hối cả gì hết trơn. Thì những cái trường hợp này thì cũng chơi với cái hình thức là trô ta thôi, là không có sự quản lý chặt chẽ. Vì vậy cho nên là cái hình thức này là chơi là rất là nguy hiểm. Thì với những cái hình thức và cái tính chất như vậy thì địa phương cũng đã có cái thu thập thông tin và tuyên truyền cho nhân dân là để tổ chức là làm như thế nào đó, phải cảnh báo cho nhân dân là biết được những cái trường hợp như thế này là rất là nguy hiểm, cho nên tránh xa những cái trường hợp mà chơi với cái hình thức mà về bi về hụi như thế này. Trong cái thời gian đấy là sẽ tiếp tục là mà tiếp tục tuyên truyền vận động cho nhân dân chúng ta là thực hiện tốt, vì đừng có mà thông do thêm về những cái hình thức bài bọc như vậy, không tốt đã ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự của địa phương. Hiện công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang tích cực vào cuộc điều tra vụ việc và ổn định tình hình tại địa phương. Những điều mà người dân quan tâm nhất là cơ quan chức năng cần có những biện pháp ngăn chặn tình trạng chơi hụi đang len lỏi về tận các làng quê.